心倾都倾侧，我任你爱我护我，让爱抱紧我，投入去心坎心底，心窝你伴我，同突破心中封锁。我今晚有你爱护我，以心去捉摸捉苦我，捉发捉起经典。Em thích đi chơi như vậy đúng không hả? Tại vì cô đơn. Vậy là em kiếm đúng người rồi. Cái gì chơi hấp dẫn nhất là anh thích nhất đó. Em chưa cho anh biết tại sao em lại gọi là hát quá phụ vậy. Em vì lúc em còn nhỏ, ngây thơ lắm, quen với đầu sỏ. Sau khi hắn lường gạt em rồi, bỏ em ở một góc, em suy nghĩ quá nhiều, tối nào cũng phải ra chơi, cho nên em mới tự đặt cho mình là hát qua phụ. Em yên tâm, chuyện gì cũng của anh kia mà, chừng nào anh thấy mặt đại ca đó anh trả thù cho em thôi hả? Cảm ơn anh, mai mốt mới nói đi. Ông thầy chùa, nói thật với anh nha, em chưa bao giờ được vui vẻ như tối nay đó. Thật vậy à? Vậy tức là chúng ta ăn rỡ nhau rồi hả? Anh Đạt ở trong phòng đó. Tự mình tôi vô được rồi, cảm ơn. Không có gì. Xin lỗi nha, mấy anh tiếp tục đi. Sao đúng lúc quá vậy? Thầy cũng thích tới đi chơi nữa à? Ngồi đi, ngồi chơi cho vui mà. Võ Đạt, tôi có chút chuyện muốn gặp để nói rõ với anh. Được, hôm nay đã tới đây rồi, ngồi xuống uống rượu rồi nói chuyện từ từ nha. Ly rượu này tôi không đủ tư cách uống, dùng để kính cho anh em của tôi là Hà gia đình thì đúng hơn. Trời ơi, đi. Tôi không ngờ tôi chưa ra nhưng nó đã chết trước. Thầy tướng của nó đâu phải chết điểu hả? Chuyện này mày biết rõ mà, mày đừng có làm bộ với tao nữa. Hey you, what's wrong? Câm miệng đi. Hả? Mày không có đủ tư cách để mở miệng đâu. Who is he? What's he yelling about? Thầy cương à, đây là nơi công cộng, hãy lịch sự một chút nha. Võ Đạt, mày nghe tao nói nha. Thứ nhất, có chơi thì mày đi chơi, có ăn thì mày đi ăn. Thầy đến không thể nào chết quang vậy đâu. Thứ hai, mày điện thoại lên nhà của tao, mày tưởng mày quay phong hả? Mày muốn trả thù à? Còn đâu, nếu mày làm ra cái gì, tao sẽ cho mày chết trước đó. Thứ ba, ông già của tao rất hối hận bởi vì lúc bấy giờ tao không bắn chết mày. Cũng vì tao nhất thời nhẹ dạ cho nên tao hối hận. Bây giờ tao không nể mày nữa đâu. Nếu bây giờ mày làm cái gì, tao sẽ bắt bể đít mày, cho mày khỏi đi cầu luôn. Mày tin không hả? Nè, thầy nghe tôi nói nha, tội phạm pháp, thầy có quyền bắt tôi, nếu không có bằng chứng thầy cút khỏi chỗ này ngay. Hình như là tôi nhớ không lầm, hồ sơ của thầy không được tốt đó. Nếu mà chơi ra lửa thì không ít lợi gì với thầy đâu, coi chừng đến nhà nó bị đó. Thầy cơ à, thầy không chịu đi về đứng đây làm trò hề đó hả? Thấy đại ca của tôi sợ à? Bây giờ tao tình nghi mày, qua trữ vũ khí trái phép, cởi áo ra. Cái gì, muốn gài tội tôi hả? Thầy à, vậy là muốn chơi tôi này chứ gì? Thầy muốn gì? Mày bước ra đây. Ra thì ra, mày đừng có hù tao như mày. Giơ tay lên. Đứng lại. Chạy. Đứng lại. Đứng lại. Thôi em. Nè, đừng làm bậy. Thôi em. Đừng phản kháng nha. Lấy người ra đi. Nó là ai hả? Mau trả nó cho tao. Tôi đâu biết nó là ai. Hãy đừng làm bậy nha. Mày còn làm bộ hả? Mày tin tao bắn chết mày không? Đứng yên, cảnh sát đây. Lên nha. Chú Cường hả? Là chú à? Đừng có xen vào. Cái này là ân quán cá nhân. À thầy à, bác ảnh đi, anh uống say rồi đánh người ta đó. Võ Đạt, mày có tin tao bắn mày chết không? Chú Cường, bắn chết tao đi, bắn chết đi. Chú Cường à, có chuyện từ từ nói, đưa xuống tôi đi. Thằng đó là ai? Đừng có làm ai bị thương nha, làm chú tôi khó xử lắm. Đưa xuống đây.
Gió Đạt, ta không tha cho mày đâu. Làm gì sao dữ vậy? Chào. Anh làm vô lý thiệt. Anh là cảnh sát mà anh làm như vậy hả? Làm sao giải thích đi? Thưa thầy. Anh Siêu à. Chuyện gì? Chuyện lớn rồi. Tối hôm qua anh cửa ở trong này có lớp ba ngày là chuyện. Bị cấp trên đã chửi trọng đó. Có thiệt không vậy? Thiệt đó. Thưa thầy. Thầy nghe tôi giải thích đi. Tôi không nghe. Anh Đạt, xin lỗi nha. Tôi thay mặt cho cảnh sát xin lỗi với anh. Không có gì. Nhưng mà phải biết lỗi của ai là được rồi. Còn người của chúng tôi sẽ giải quyết nội bộ. Thầy à, thầy phạt anh sơ sơ là được rồi, để làm cảnh cáo thôi mà. Vì chúng ta quen biết với nhau. Nếu gì chút khi làm như vậy mà làm thầy Cường khó xử, tôi thấy không cần thiết. Con mẹ mày, mày nói cái gì? Im đi. Anh còn làm như vậy tôi sẽ thưa anh và hăm dọa anh xử đó. Thế à, sếp giải quyết vụ cho Cường như vậy đâu có được đâu. Tôi quyết định làm như vậy rồi. Như vậy sẽ bị đả cách lương. Vậy càng tốt. Mai mốt ra làm việc mới biết không? Anh sắp về hưu rồi thì biết không hả? Ở đây tôi là chủ quản, anh đừng có nhiều chuyện. Sorry. Dạ xin hỏi thầy, phòng xin ở đâu? Ở bên kia. Cảm ơn nha. Không có gì. Sao em biết anh làm ở đây? Không, em có chút chuyện vô đây kiếm bạn. Anh quen thân những người trong này lắm. Ký mai anh ký giùm cho. Anh Siêu à, em thật sự có chuyện gấp lắm. Em liên lạc với anh sau nha. Đến kiếm thằng Đạt à? Không phải. Phải. Đừng có giấu anh coi lại biết mà. Anh Siêu à, cho em vô đóng đi. Tại sao không nói rõ cho em biết trước? Thầy à, chuyện chấm dứt tại đây nha. Còn thưa đồng nghiệp của thầy hay không, tôi sẽ tính sao. Bye bye. Ơ Đạt, mày đừng có giỏi đắc ý. Tao không có làm gì, tao sợ mày hay sao? Thằng khốn nạn, mày coi chừng nữa. Im đi. Cảnh sát có dân chúng thường liên lạc à? Chỉ là bạn thường thôi mà. Bạn thường à? Tốt. Tốt lắm. Tiếp tục nó đi. Làm cái gì? Tại sao giùm tao? Tao đâu phải là ba đầu sáu tay đâu. Nếu không trốn tránh thì giải quyết được cái gì đâu chứ. Mày đừng có cản đầu cản đuôi tao nữa. Anh có biết anh đang xử phạt kỷ luật hay không vậy? Anh muốn bị mất luôn hư bổng hả? Vô ngồi tù anh mới chịu sao? Có phải không vậy hả? Đâu phải là tao muốn nghe chuyện đâu. Tại cái thằng vô đảng đó không chịu bỏ qua cho tao thôi. Ok ok. Chuyện này làm sao à? Xin anh cho tôi biết đi. Nhanh lên đi được không? Tao nói chắc mày cũng không tin đâu. Tao không muốn kéo mày vô, mày đừng có xen vào. Anh Cường, tại vì tôi là người di chuyển, cho dù chuyện lớn đâu tôi cũng không sợ. Hai người gánh dù sao cũng hơn là một người. Anh cho tôi biết đi. Nè, cách đây chừng 10 năm, tôi và anh Đạt đều thuộc ban bán ma túy. Còn thằng Đạt thì bán ma túy. Đêm đó anh định bắn chết thằng em của nó và bắn nó 7 giây. Bây giờ anh định chết rồi. Người kế tiếp sẽ là tôi đó. Anh có biết hay không hả? Anh biết hay không? Anh thật là điên quá. Chuyện này không thể nào đâu mà. Lúc mà anh định bị giết chết à, dao Đạt cũng ở trong tù. Hãy dùng đầu óc suy nghĩ đi. Biết đâu là nó mượn dao giết người. Anh thiệt là. Anh và anh định đi cảnh sát hai mấy năm. Tôi không tin anh và anh chỉ có dao Đạt là kẻ thù thôi. Bây giờ anh không có bằng chứng để nghi ngờ người ta được. Anh và anh định đi cảnh sát hai mấy năm. Tôi không tin anh và anh chỉ có dao Đạt là kẻ thù thôi. Bây giờ anh không có bằng chứng để nghi ngờ người ta nữa. Đã xảy ra chuyện lớn vậy rồi à. Anh đừng muốn chơi bản người ta nữa sao hả? Còn nữa, chúng ta là thành phần ở trong ban chuyên án. Nếu thầy Hồ biết được chuyện này chắc ảnh thừa cơ chơi cho anh chết luôn.